Vâng, xin chào các bạn đã trở lại với chương trình hướng dẫn học đàn của Nguyễn Kiên. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn và anh em trên cái đàn Roland EA7. Ở đây chúng ta có cái đàn này thì nó rất là đơn giản. Về cái cách chúng ta lưu cái style lại. Ok, mình sẽ lấy cái điện thoại này mình quay cho nó nhanh. Tại vì mình bận đi cái công việc, nhưng mà có rất là nhiều người phone hỏi mình về vấn đề này. Nên mình muốn muốn là mọi người cùng tìm hiểu một tí xíu ha. Hay thì ở đây chúng ta sẽ có vài cái thao tác như sau. Đầu tiên, tất cả các bạn anh em chọn cho mình một style. Thí dụ mình chọn dòng Latin, mình chọn Bachata đây. Đấy, mình chọn cái style. Ví dụ như nghe như thế này, chúng ta bảo là bây giờ tôi không thích, chúng ta có thể làm lại cho nó bằng cách chúng ta chọn option. Chúng ta nhận option, chúng ta bên bên này sẽ có là markup option thì nó sẽ là như thế này. Thưa các bạn, thì chúng ta sẽ có rất là nhiều cái để chúng ta chọn cái dòng kit của nó. Ở trên này là trống này, bát này, và dưới này là những cái bạc ở đó. Các bạn nhìn thấy rồi, trên này là trống này, ở vị trí ngay là trống này. Ví dụ Studio Kit 2 thì chúng ta quan sát được cái màn hình ở bên phải đây. Chúng ta sẽ nhấn vào Room và chúng ta chọn cái Room này. Nhưng bây giờ chúng ta chọn cái Room này, hay là chúng ta đổi sang cái Room này, chúng ta đổi sang cái Room này. Nó nghe nó đều hơn đúng không? Tùy mọi người, để mọi người cảm nhận nhé các bạn. Đấy, hoặc là ví dụ như kiến thức cái mình thích cái phần là 6 à, mình sẽ chọn đây. Đó, các bạn nghe cả 4 men coi nó như thế nào nhá. Kính này là thì kit này là 909 và 808, 1617 nha các bạn. Rồi, ok. Sau khi chúng ta hoàn thành rồi, chọn mà ưng ý rồi á, thì chúng ta mix ở đây, chúng ta sẽ mix lên này. Ví dụ như là trống chúng ta sẽ to là to lên, bass nhỏ xuống, hoặc là chúng ta sẽ bass to lên và trống vừa vừa thôi. Đó, hoặc là chúng ta cân chỉnh ra mà cái lỗ tai của mình nghe nó hợp lý. Các bạn thử cả 4 men của mình nha. Chuẩn. Sau khi chúng ta muốn lưu lại để lần sau chúng ta là thấy nó thì chúng ta nhấn option. Đó. Thì ở đây nó sẽ hiển thị là chữ save free data, chúng ta save đây. Ở nhấn bên phải. Và chúng ta chọn một chữ USB hay là trong máy. Đây là USB. Và còn nhấn lại một lần nữa là máy ha. Rồi, chúng ta sẽ lưu. Đó, đặt tên cho nó là Bachata Kin hay là ABEXGES ha. Đó, mình làm theo tên của mình, các bạn tên An này, tên Hoàng hay tên ABC hết hay là tên Thảo gì đó thì các bạn có thể lưu lại. Đó. Nhưng mà tên thầy Thảo thì sẽ lưu được thầy Thảo. Cô Thảo sẽ lưu được cô Thảo. Đấy. Ok, vậy là chúng ta đã có một cái style mới, nó nằm trong một vụ user. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn.